Chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc len Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin hướng dẫn bà con kỹ thuật để giữ con ốc con khi nó mới nở. Về cái đặc tính của con ốc mới nở á, là sau khi nó nở từ 1 đến 3 ngày nó sẽ bắt đầu biết ăn. Thì khi giữ ốc con thì bà con nên lưu ý một số đặc điểm sau. Các cái loại thức ăn mà tốt nhất để chúng ta giữ ốc con, đó là thứ nhất đó là mớp non. Em cũng xin gửi đến bà con về các cái phương pháp để dưỡng con ốc con khi nó mới nở. Thì em xin gửi đến bà con hai phương pháp. Thứ nhất, phương pháp dưỡng ốc con trong cái thùng xốp. Em xin qua phương pháp thứ hai, đó là phương pháp dưỡng con ốc con trong cái mùng lưới. Thì cái phương pháp dưỡng ốc con trong mùng lưới này là em đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi ốc bươu sinh sản. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. This narrow maze. Hình như bà con đã biết á, nuôi con ốc thì chúng ta chỉ mua giống một lần, và làm sao thì chúng ta sẽ tự tạo con giống để gây nuôi cho các vụ sau. Thì hôm nay nhiều khách hàng bên em đã liên hệ để hướng dẫn và tư vấn về cách để dưỡng ốc con. Hôm nay thì em xin làm một video để hướng dẫn bà con về kỹ thuật dưỡng ốc con, cũng như về các cái đặc tính của con ốc con khi nó mới nở, và giới thiệu đến bà con hai phương pháp để dưỡng con ốc giống. Về kỹ thuật dưỡng ốc con á, thì khi mà bà con ấp trứng sau 15 ngày thì trứng sẽ nở xuống cái bể nở. Về cái phần ấp trứng thì em đã hướng dẫn chi tiết ở một cái tập khác, bà con có thể tham khảo ở dưới cái phần mô tả, em sẽ để cái link dưới phần mô tả đây. Thì vào mỗi buổi sáng bà con sẽ vớt cái con ốc nó mới nở ra, chúng ta sẽ đưa vào cái bể dưỡng ốc con. Cái nguồn nước của cái bể dưỡng là phải nước phải sạch, chúng ta có thể sử dụng cái nguồn nước mà chúng ta nuôi con ốc lớn đó, chúng ta để dưỡng ốc con. Thì dưỡng ốc con thì chúng ta có thể dưỡng trong thùng xốp hoặc là trong cái mùng lưới. Về cái đặc tính của con ốc mới nở á, là sau khi nó nở từ 1 đến 3 ngày nó sẽ bắt đầu biết ăn, và chúng ta có thể là cho ốc ăn sau một ngày nở. 1 đến 3 ngày đầu tiên chúng ta mà cho ăn nhiều quá, chúng ta để thức ăn nhiều quá nó sẽ làm dơ nước, nên chúng ta chú ý là cứ ăn vừa phải thôi. Và con ốc con mà khi nó mới nở thì độ thích nghi nó rất là cao, nó có thể thích nghi được với tất cả các nguồn nước. Khi mà con ốc mới nở thì nó chỉ ăn được các cái loại thức ăn mềm mềm hoặc là bị già, và con có thể cho ăn các cái lá rau muống, lá mồng tơi non, mớp non, thì các loại thức ăn đó chúng ta sẽ rửa sạch. Thì sau khi mà con ốc nó bắt đầu từ ngày thứ tư, nó sẽ bắt đầu ăn mạnh lên, và bà con sẽ cho thức ăn nhiều lên. Thì khi dưỡng ốc con thì bà con nên lưu ý một số đặc điểm sau. Thứ nhất là về cái nguồn nước thì phải là sạch, đặc biệt là chúng ta dưỡng trong cái thùng xốp thì chúng ta phải thay nước thường xuyên, thì chúng ta nên thay từ 1 đến 2 lần trong một ngày. Về cái thức ăn thì thức ăn phải sạch, nó không được nhiễm các cái loại thuốc hóa học. Cái thức ăn thì nó phải mềm và non, còn nếu mà chúng ta để già nó ăn không được. Khi mà chúng ta dưỡng con ốc con á mà nó bị chết hàng loạt, hoặc là khi dưỡng trong thùng xốp nó bò lên á, là do cái nguồn nước hoặc là do thức ăn nó bị nhiễm thuốc hóa học. Thì khi mà bà con dưỡng con ốc được trong sau một tuần dưỡng thì chúng ta có thể sức con giống, chúng ta có thể chuyển ra các cái môi trường lớn hơn để nuôi lên thương phẩm.
cái độ tuổi của con ốc nó càng thấp thì cái độ thích nghi rất là cao. Các cái loại thức ăn mà tốt nhất để chúng ta dưỡng ốc con đó là, thứ nhất đó là mớp non, trái mớp non chúng ta bỏ vỏ chúng ta thái mỏng ra, thứ hai là lá gâu muống, lá mồng tơi, tất cả đều phải là non nó mới ăn được. Thứ ba là bèo cám, thì bèo cám thì tới ngày thứ tư, tới ngày thứ tư thì con ốc nó sẽ bắt đầu ăn mạnh lên nên chúng ta sẽ cho bèo cám nhiều hơn. Còn về hàng đêm thì chúng ta có thể cho thêm ăn cám gạo nhưng mà với số lượng rất là ít, tại vì con ốc còn nhỏ nên chúng ta chỉ để ít thôi, để chừng một tí là nó tự nó tản ra, con ốc sẽ nuốt cái bèo, cái nuốt cái cám gạo nó ăn. Chúng ta đừng không nên để nhiều, nó sẽ dơ nước. Em cũng xin gửi đến bà con về cái các cái phương pháp để dưỡng con ốc con thì nó mới nở. Thì em xin gửi đến bà con hai phương pháp. Thứ nhất, phương pháp dưỡng ốc con trong cái thùng xốp. Phương pháp dưỡng ốc con trong cái thùng xốp á, đây là phương pháp mà rất là tiện lợi cho những bà con nuôi nhỏ lẻ. Cái mực nước chúng ta nuôi trong thùng xốp á, là chúng ta sẽ cho từ mực nước từ 10 đến 20 cm. Ở trong thùng thì chúng ta sẽ để các cái vật thể cho con ốc nó bám như là bẹ hoa dâu. Dưỡng trong thùng xốp thì bà con cần chú ý, một ngày chúng ta phải thay nước ít nhất là một lần. Thì tốt nhất sáng thay nước và chiều thay nước. Và khi mà chúng ta vớt con ốc nó mới nở từ cái bể nở sang thả vào thùng xốp á, chúng ta cứ thả tự nhiên xuống thì sau một vài giờ con ốc nó sẽ bắt đầu nổi lên và bò lên thành. Thì cái ưu điểm mà để dưỡng trong thùng xốp á, đó là chi phí thấp, tiện lợi và nhanh, nó không chiếm diện tích lớn, thích hợp cho các hộ dân nuôi nhỏ lẻ và dễ chăm sóc, dễ kiểm soát được cái nguồn thức ăn. Nhược điểm thì chúng ta phải thay nước thường xuyên, không dưỡng được với số lượng lớn. Thì như bà con đây thấy, đây là cái phương pháp dưỡng ốc giống trong cái thùng xốp. Ở đây anh hướng dẫn cho khách hàng của em đây. Đây có ba cái thùng, thùng này là đã xuống được 3 đến 4 ngày, con ốc nó bắt đầu ăn mạnh rồi nha bà con. Ở đây thì sẽ cho ăn mớp non, cám và lá gà muống non luôn. Bà con thấy nó đeo vào cái mớp non nó ăn không? Khi mà bà con để cái mớp non thì nó sẽ ưu tiên ăn cái thức ăn nào mà có mùi ngon trước, nên nó sẽ ăn mớp trước. Đều là muốn nè, 3 ngày trở đi sau khi xuống, sau khi nở là nó sẽ bắt đầu ăn rất là mạnh. Nó ăn như thế này thì như bà con thấy cái nguồn nước ở dưới là nó đang đục phải không, thì chúng ta cần phải thay. Tốt nhất là khi sáng ra bà con thay nước một lần, cho bà con cho ăn, tới chiều rồi con lại thay nước tiếp. Chúng ta sẽ thay tiến hành thay 80% cái lượng nước trong cái bể. Còn bên cái thùng bên đây là con giống đã xuống được tầm 2 ngày. Như bạn thấy nó cũng bắt đầu ăn nhưng mà chưa ăn mạnh. Bạn thấy cái mớp không? Nó đeo chưa có nhiều. Hiện tại là nó chỉ đeo nổi lên thôi chứ nó chưa có ăn mạnh. Thì sau một đêm nữa, khoảng 3 ngày tới đây thì nó sẽ tìm thức ăn, nó đeo trái mớp rất là nhiều. Nguồn nước đây cũng chưa có đục. Khi mà nó ăn là nó thải ra nên nó đục dữ lắm. Thấy nó chủ yếu là đeo lên bè thôi nha bạn. Cái mực nước đây thì tầm 10 cm thôi, chúng ta không cần phải để nhiều. Hay còn bên đây là cái bể ốc mới xuống luôn nha bà con, mới xuống sáng nay. Nhưng bà con thấy là nó đang đeo vào cây bèo hoa dâu rất là nhiều, chưa ăn hoặc leo bên thành, chưa ăn nên nước, nguồn nước nhìn thấy trong không? Hiện tại giờ mấy con này chưa ăn đâu, nó chỉ đang tìm cơ thể để bám thôi. Sau một ngày nó sẽ bắt đầu tìm ăn như bên đây. Bên đây cũng chưa ăn mạnh. Đấy, nhưng bà con chú ý được các cái đặc điểm này thì bà con xuống, khi mà xuống giống mới ra trong cái thùng á, bà con không nên cho ăn quá nhiều. Nhiều bà con để nhiều thứ vô là nó con ốc nó không có ăn, rồi nó lại làm dơ nguồn nước, rồi chúng ta lại không thay nước kịp thì dẫn đến hao hụt. Bà con biết con ốc con á, tầm một tuần thì nó cái độ thích nghi nó cực là cao, nó sẽ thích nghi rất là nhiều với cái môi trường. Còn đây là cái thùng nước để thay nước, chúng ta sẽ thay bằng cái ống hút thôi nha bà con. Đây, chúng ta sẽ chỉ cần mỗi ngày chúng ta hút nước cũ ra và thay nước mới vào thôi. Đơn giản, nói chung là các phương pháp dưỡng cho ốc giống trong thùng xốp này là cực kỳ đơn giản và ai cũng làm được, thích hợp rất là nhiều với cái hộ gia đình nuôi nhỏ lẻ, không cần phải quá phức tạp, không tốn nhiều diện tích, chúng ta chỉ tốn công thay nước thôi. Và chú ý khi dưỡng trong cái thùng xốp thì nhất thiết là chú ý cái nguồn nước,
cho ăn vừa phải. Thùng xốp này thì rẻ thôi, 40 ngàn một thùng. Bà con có thể sử dụng các cái thùng, các cái mặt, các khay nhựa cũng được. Khay nhựa thì nó 75-90 ngàn, chúng ta mua mấy cái khay như thế, khay 3 tắc, 2 tắc thôi. Chúng ta dưỡng thì nó sẽ lâu hơn. Còn cái thùng xốp này thì nó tầm mấy tháng chứ nó hư à. Nhưng mà chi phí rất thấp. Em xin qua phương pháp thứ hai, đó là phương pháp dưỡng con ốc con trong cái mùng lưới. Thì cái phương pháp dưỡng ốc con trong mùng lưới này là em đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản và ươm ốc giống. Thì bà con có thể tham khảo lại chi tiết lại ở cái link phía dưới em để cho phần mô tả. Thì khi mà dưỡng trong mùng lưới á, thì cái mùng chúng ta không nên may quá lớn, chúng ta may từ 2m² đổ lại. Và cái đáy mùng nó cách cái mặt nước là từ 20-30cm. Ở phía trên mùng mà chúng ta có thể che lưới cách nhiệt hoặc là che bạt. Chúng ta dưỡng ốc con thì chúng ta nên căng trong cái bể hoặc là cái ao nuôi ốc của mẹ. Bên trong mùng thì chúng ta sẽ thả bèo qua dâu để làm gia thể cho ngọc bắp. Khi mà chúng ta vớt con ốc từ cái bể nở ra cái mùng á, thì chúng ta nên để ốc con lên bèo hoặc là lá sen, lá bông súng để ốc nó tự nó tản ra. Thì bà con chú ý mà chúng ta dưỡng trong cái mùng lưới thì nhất thiết là phải có cái mái che ở trên, mà chúng ta phải che bạc hoặc là che lưới lan đó để giảm cái nhiệt độ. Thì ưu điểm của phương pháp này là chúng ta không cần phải thay nước và chúng ta dưỡng được với số lượng rất là lớn. Thì nhược điểm đó là nó chiếm cái diện tích lớn về chi phí. Thì em cũng đã giới thiệu xong cho bà con về hai cách cũng như phân tích về các đặc điểm con ốc con khi nó mới nở. Hy vọng là bà con sau khi xem video này sẽ tự mình dưỡng được con ốc con để có thể tạo được con giống sau này. Bà con có thể gầy lại để nuôi cho các cái vụ sau. Thì mua ốc giống thì chúng ta chỉ mua có một lần thôi, lần sau chúng ta sẽ tự gầy lại. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các cái video mà bên em gửi đến bà con. Em xin chào bà con, hẹn bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.